Buồn quá, hai đứa sắp cần ra ngoài để câu. Con mương cái sâu hẹ. Rất cái phòn đó baby. Ờ em biết rồi, dính nữa nè. Dính rồi, dính cần có mây rồi. Rối mẹ ơi. Câu cái vườn. Cõi cần liền cần bỏ xuống đó. Là cái dính cá hay đó thấy không? Đây dính nè, thấy không? Ờ vậy con cá rô này, cá rô xanh này nè, chứ mình không muốn cá rô đen. Ok, gỡ đi. Ôi, mà con này bự quá, con này chỉ có phi lanh ra câu được thôi chứ không có thể nào mà câu được hết. Lấy đi baby. Lấy làm gì, bữa nay mới thứ ba tới thứ bảy, không sống được. Đó. Bà cần xuống tiếp. Sao dưới đại cần dưới quá mày gì dưới đang cầu mây hả em, cái con mồi này nó nhỏ quá rồi cần hai con chừng mà. Big mouth. Big mouth. Come on. Big mouth. Con trùng bự. Rồi dính nữa. Ồ. Cái gì vậy? Ăn đi. Con. Rồi dính nữa. Ủa. Sao cảm giác như nó đang nó đang ăn mà. Con gì vậy? Nó bự. Con gì đang rỉa cần của em kìa. Rồi, đó kìa. Anh cảm giác nó rỉa không? Ờ, để cần mày đái cần mày đang đái. Mày thấy con này rỉa mạnh lắm mà chưa dính kìa bởi vì. Alo. Alo. Chạy thẳng vô dưới con nó. Mày nặng hết con trùng của em luôn rồi baby. Cậu một lúc hai cần luôn. Này nó rỉa nhiều lắm nhưng mà chưa dính. Baby ơi, cái này hết trùng rồi, gỡ bắt con trùng vô. Cái nào? Đợi đó đi, đợi. Rỉa hết con trùng luôn rồi. Xong cần vô địch. Ồ baby. Baby. Ghế của Quỳnh có tới không? Ủa hôm nay Quỳnh nghỉ làm hả? Dính. Wow nó rỉa quá trời mà không dính men.